Anh Mai Mở xin thân chào các em nha. Hôm nay anh Mai Mở xin giới thiệu em này là một siêu phẩm siêu nhân biến hình từ máy bay nha các em. Đây, thì đây là chiếc máy bay màu xanh dương, màu xanh nhà trời của tụi mình nha. Đó, các em có thể nhìn thấy nè, nó có bốn cánh, hai cánh hai bên và có phi pháo nữa nha. Ghê chưa? Phi pháo hai bên thấy không? Đó. Rồi ở phía dưới thì chúng ta có ba cục pin ha. Có bánh quay luôn. Đó, ngầu ghê chưa? Rồi sau khi các em ráp vô ha thì các em cho nó chạy ha. Rồi anh bây giờ là anh sẽ mở ra cho nó chạy. Anh đã gắn cục pin rồi, ba cục pin ngó vô rồi, em đậy nắp lại và các em mở ra nè. Đó. Thấy chưa? Just formation.